Xin chào các bạn nha. Các bạn trở lại cùng với kênh Hương Vlog nha các bạn. Hôm nay mình có món là bơ dầm sữa đá nha các bạn nha. Hôm nay mình mua được hai quả bơ thạch bích rất chi là to và ngon nha các bạn. Mình có một trái này nó chín chớp rồi. Và trái này nó còn đang xanh mình chừa lại. Cái trái này chín thì mình hôm nay mình làm bơ trước. Các bạn này. Các bạn nhìn thấy bơ ngon không? Bơ ngon không? Quả bơ thạch bích này. Hai quả này là 2 kg 2 nha các bạn. Hai trái này 2 kg 2. Bơ cái trái bơ của nó ruột của nó hột rất nhỏ. Toàn là thịt không thưa các bạn. Mình bữa ra mình bỏ cái hạt ra các bạn nha. Mình bỏ cái lụa này luôn. Bỏ cái lụa này ra là mình bơ ngon quá đấy các bạn. Dẻo ơi là dẻo cái vỏ của mình này. Mình bóc ra cái nó được luôn này các bạn. Cắt miếng miếng cho nó. Trái này chắc là phải làm được 5 ly bơ đấy. Mình mới 1 ly là mình chưa hết 1 phần tư của quả nha các bạn. Cái này mình sẽ gọt, mình bỏ một cái bịch bóng. Còn cái bơ còn lại này mình sẽ sắt ra cũng miếng như vậy nha các bạn nha. Rồi mình lột vỏ, lột hột ra. Mình bỏ vào bịch bóng, mình bỏ vào ngăn đá nha các bạn. Thì mình bảo quản khi nào mình ăn đến đâu mình lấy đến đấy các bạn. Nó rất là dẻo, nó rất là ngon, nó không có bị hư nha các bạn. Còn bơ này các bạn mà để ngoài tủ lạnh ngoài thì chắc nó mai nó sẽ là đen nha các bạn. Mình bỏ vào ngăn đá thì nó không sao hết. Là mình ăn mình lôi ra thôi các bạn. Cái bơ nó 1 kg 2 mà cái mốt mà cái hạt nó chỉ bé xíu là bằng một cái trái bơ nhỏ của cái hạt của cái trái bơ nhỏ nha các bạn. Này thịt không là thịt chín dẻo này. Bỏ bơ mình bóc ra này các bạn. Vậy là mình đã xong rồi nha các bạn. Cái này mình để dành cho đây để mình cắt vào tủ đá này các bạn này. Giờ mình còn cái phần này. Về phần này mình sẽ đổ sữa vào để mình dầm này các bạn. Tùy theo các bạn ăn ngọt nhạt với các bạn nha. Vì nếu mà các bạn mà mình thì thích ăn ăn miếng nha các bạn. Còn nếu các bạn mà thích ăn nhuyễn thì các bạn bỏ vào máy xay tố xay cũng được nha các bạn. Còn bơ này nó dẻo lắm, các bạn chỉ cần dằm chút xíu là được rồi. Bỏ vào nha.
mình cho thêm đá vào nha các bạn nhé. Là cái ly bơ của mình đã được rồi các bạn ạ. Mình mời các bạn thưởng thức bơ cùng với Hương Vlog nhé các bạn nha. Bơ này rất chỉ là béo. Ngọt thì mình bỏ vừa vừa, mình cũng không có bỏ ngọt lắm nhé. Đây, vừa ăn này, mát này, bỏ đá này, ăn rất chỉ là mát. Video của mình đến đây là kết thúc nha các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha các bạn nhé. Các bạn đăng ký và nhấn like ủng hộ cho Hương Vlog nha các bạn nhé.